Rồi anh em nhé, trong clip này em xin phép được làm để giới thiệu với anh em về trụ sở công ty AV Việt Nam với hình thức là tiến vào từ cửa lên đến văn phòng demo. Lúc đầu bảo tính đột nhập nhưng mà các anh ấy thôi cứ đi thẳng cửa chính mà vào, không phải đột nhập. Thế là giờ là đột nhập vào. À, giờ là cứ thế mà vào thôi. À, chia sẻ với anh em đây là trụ sở của AV Việt Nam, đơn vị phân phối và nhập khẩu các thương hiệu CIF, Sao Top và Idea. Đó. À, quên địa chỉ đã, cho anh em xem là địa chỉ trên cao rồi các thôi. Địa chỉ là số 6 ngõ bao nhiêu đường Bùi Huy Bích ấy, em không nhớ. Nhưng mà anh em cần chi tiết địa chỉ thì hãy liên hệ với em Thanh. Ở dưới đây là hàng hóa tập kết. Các dòng loa CAF 325 nhiều lắm. Đó. Các cái mã, tất cả các mã của CAF giờ rất là nhiều. Giờ anh em hãy mua cái con mic này. Mic mở mic Mi 6 này. Đó. Này thì nó hơi bừa bộn tí. Còn có cái lô này ngon này. Vàng này ngon lắm. Hàng gỡ từ phòng hát ra. Về bán thay lý cho anh em. Đây, con miếng này thơm. Con miếng này thơm này. Đây. Đây. B3 DCM 5X này. Nhập khẩu này. Đấy, hàng phòng hát rẻ như đồ bãi luôn. Mua mới họ mua gần chục triệu ấy. Về bán rẻ cho nha. Đó, đấy là vang. Ở khu đây là khu kỹ thuật của công ty. Toàn chất đồ thôi. Giờ anh em lên phòng demo sản phẩm. Cái này mới là cái mà là đáng xem này. Đây là nó là những cái mã loa. Chủ yếu là loa này, là đẩy vàng. Rồi em đi đóng cái cửa lại nhé. Đóng cửa lại. Đây là chậm thang máy mất rồi. Rồi. Tầng 2 sẽ là văn phòng làm việc office. Tầng 3 là phòng demo. AV là đơn vị nhập khẩu CF chính hãng anh em nhé. Đầy đủ giấy tờ, anh em làm dự án, phòng hát cần hóa đơn đầy đủ hết. Hội trường. Rồi. Đây là phòng demo karaoke này. Thôi chúng ta đi sang bên này xem phim trước. Đây là phòng demo xem phim. Rồi đây công tác ở đây. Hệ xem phim này là rồi. Đây là một cái phòng demo để test những cái sản phẩm về xem phim 5.1, 7.1 cho anh em. Rất đẹp. Đó. Đây, con này là con quản lý nguồn CIF mà mã là SP1308. Quá ngon. Đó. Quá chất. Đấy. Đẹp quá. Đúng. Nào sẽ lấy thử con này về. Đây là con công suất để đánh hệ loa 7.1 này. Đây cũng là công suất này. Đó, con vàng này là con vàng 7.1 này. Hôm nay cái giọng của em nó hơi mất giọng chút. Loa center này. Đấy. Đây là loa hệ xem phim treo lên. Đây. Nó 7 loa mà anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loa. Súp là 8.
Một con sắt nữa là 8. Ây da, để làm rượu lắm. Mấy cái hệ loa này cũng rất là chất của xe AF. Cái loa này đẹp lắm. Ghê chưa? Phân tần ghê chưa? Đấy, phân tần này. Bát này. Đây không biết là loa gì đây. Đây là các cái chứng chỉ về nhập khẩu của AV Việt Nam, các thương hiệu CAF này. Mấy ông kia đang bàn bạc nhiều quá. Đó, rất nhiều cái thương hiệu Flea.